Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Network V-League 1 2023. Cuộc đối đầu tâm điểm trận đấu mở màn cho vòng đấu thứ 5. Câu lạc bộ chủ nhà Viettel sẽ tiếp đón những vị khách câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Hoàng Thanh Bình. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Viettel họ sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Và bây giờ là đợt tấn công của Viettel. Cơ hội Duy Thường làm gì? Duy Thường vẫn là các cầu thủ Viettel. Rất đông các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở trong. Gia Hà vẫn là các cầu thủ áo trắng. Khá tốt, có thể dứt điểm, sút bóng không được. Khá lập cập và cuối cùng thì bóng đã được phá giả. Một pha tấn công ở khu vực trung lộ đến từ các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Dương Văn Hào là người đã tiếp cận và có pha xâm nhập để tung ra cú dứt điểm. Gia Hà là người đã cầm bóng trước đó và mở ra một đường chuyền cho đồng đội. Tiến Ảnh, vẫn là Trương Tiến Ảnh, sút bóng khá nguy hiểm. Dũng Quang Nho cũng đang có sự hòa nhập tốt và thể hiện được mình. Minh Vượng, Tuấn Ảnh, sút xả, Châu Ngọc Quảng và đập tường thì hay. Châu Ngọc Quảng 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Chỉ một thôi, đó là tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên của đội khách trong trận đấu ngày hôm nay và họ đã vượt lên. Đây là tình huống mà chúng ta có thể dẫn đến bàn thắng của Châu Ngọc Quang. Không có một pha việt vị nào cả. Một tình huống phối hợp mà xé toang hàng phòng ngự của các cầu thủ Viettel. Kể cả Gia Hà cũng về hỗ trợ nhưng đường truyền và pha di chuyển phối hợp với nhau giữa Châu Ngọc Quang và Paulo là quá hay. Một quả tạt đánh đầu khá nguy hiểm. Rất chủ động và có được sự nhịp nhàng trong cách chơi của Hoàng Anh Gia Lai cho đến lúc này. Sau hơn 15 phút thi đấu cũng có thể coi là một vấn đề nhỏ với họ. Họ chưa thể chơi nhanh được. Qua người tốt, đó là pha xử lý của Hữu Thắng. Và đó là lý do tại sao mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh trong mùa giải 2023 này đang bố trí Hữu Thắng đá như một tiền vệ tấn công ở phía sau lưng mũi nhọn như Mạnh Dũng. Ai sẽ là người sút đây? Tiến Anh, bóng đã đập trúng hàng rào và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Quá hấp dẫn, chưa đến 20 phút và chúng ta chứng kiến liên tiếp những diễn biến kịch tính đang có tại hàng đấy. Các cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai đang có những phàn nàn với trọng tài biển. Tiếng còi đã vang lên từ trọng tài Hoàng Thanh Bình. Và ông đã chỉ tay vào chấm phạt đền sẽ là cơ hội để cho Viettel có được bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu đang trở nên nóng bỏng. Chúng ta cần thêm những góc máy quay chậm. Tiến Anh đã có một tư thế sút hơi với. Bùi Tiến Dũng cần một bàn thắng vào lúc này sau những biến cố xảy ra gần đây. Bùi Tiến Dũng vào! Một đều. Đó là bàn thắng mà Bùi Tiến Dũng sẽ dành tặng cho người anh trai của mình. Một bàn thắng quá cảm xúc của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Viettel. Và quan trọng hơn cả, nó đã giúp cho Viettel có được bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu mở màn của vòng 5 Network V-League 1 2023. Cú đá của Bùi Tiến Dũng đủ sự hiểm hóc. Một hình ảnh rất đẹp đã có trên sân vận động Hạng đấy. Và bây giờ tỷ số đã là 1-1 ở phút thứ 22. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 sắp sửa trôi qua. Hai bàn thắng đã được ghi chia đều cho hai đội. Hơi màu mè. Cơ hội Hoàng Đức. Không khó với thủ môn Dương Văn Lợi. Cơ hội đã bất ngờ đến với Hoàng Đức. Anh cũng không thật sự chủ động với cú dứt điểm của mình. Trong một tư thế mà Hoàng Đức dứt điểm hơi khó. Và anh đã có một pha dứt điểm quên đất. Chúng ta có thể thấy khi mà Hoàng Đức dâng cao anh sẽ nguy hiểm như thế nào. Và hoán đổi vị trí cho Hữu Thắng nữa. Đó là một tình huống dứt điểm của Tuấn Tài mà thôi. Cú bấm bóng của Minh Vượng. Dứt điểm không vào. Một cách chơi đơn giản nhưng vừa rồi đã có được sự hiệu quả. Paulo Oliveira là người đã thoát xuống sau cú bấm bóng của Minh Vượng. Bóng rơi phía trước của Paulo. Cú sút về góc gần và nó đã không hướng vào khung thành của câu lạc bộ Viettel. Nỗ lực xử lý của Nhâm Mạnh Dũng. Đưa bóng vào phía trong. Dương Văn Lợi đã đâm bóng ra. Duy Thường, Hoàng Đức
không phải là một cú sút. Hữu Thắng lên bóng cho Viettel. Hoàng Đức đường chuyền tốt cho Dương Văn Hảo, sút bóng không vào. Một quyết định táo bạo đến từ Dương Văn Hảo, đi bóng vào trong và ngay lập tức tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Đó là sự khoáng đạt mà Viettel cần vào lúc này. Những quyết định dứt điểm cần đưa ra một cách dứt khoát hơn. Thành Nhân đánh đầu, bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Phòng. Lần này không phải là Papedia Kite mà đó là Brandao. Không phải lần đầu tiên trong trận đấu này mà các cầu thủ trên hàng công của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai có những cú đánh đầu. Họ đang làm chủ được không gian ở phía trên tốt với những tình huống uy hiếp. Pha treo bóng có điểm rơi tốt đến từ Thành Nhân. Minh Vượng, bóng được đấm ra bởi Văn Phòng, sút bóng. Một quyết định dứt điểm táo bạo đến từ cầu thủ bên phía Hoàng Gia Lai, đó là Lê Văn Sơn. Minh Vượng. Và đá phạt quá đẹp đến từ Minh Vượng. Hoàng Anh Gia Lai cần Minh Vượng ở thời điểm hiện tại. Những người đã ở lại với câu lạc bộ giờ họ đã có những đóng góp để giúp cho Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa vượt lên trên sân vận động hàng đấy. Và đá phạt cố định quá tuyệt vời đến từ Minh Vượng. Bóng bay xoáy vào cạnh lưới và ở ngoài tầm với của thủ thành Văn Phòng. Chắc chắn rồi, đây sẽ là bàn thắng lọt vào top những bàn thắng đẹp nhất của vòng 5 Nai World V-League 1 2023. Chúng ta có thể thấy một pha cứa lòng bóng đi cực quận và căng, một kỹ thuật cực tốt của Minh Vượng. Một pha tấn công để giúp cho những đội bóng có thể gây ra khác biệt. Hoàng Đức không vào. Câu trả lời của Viettel. Và vẫn là những cái tên nổi bật đến từ Hoàng Gia Lai rồi Viettel nữa. Một pha xâm nhập quá tốt của Hoàng Đức. Dụng Quang Nho đã muốn can thiệp nhưng bất lực. Đáng tiếc là không có nhiều góc sút cho Hoàng Đức ở tình huống này. Cú sút đã hướng trái bóng thẳng đến vị trí của thủ thành Văn Lợi. Đi những tình huống chính xác, những tình huống chính xác cuối cùng để có thể gây ra đột biến. Đánh đầu, một pha đánh đầu của Hoàng Đức, bóng đã đi vọt xa. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi cầu thủ, số 4 Trương Ngọc Quang rời sân. Và xử lý tốt của Đức Chiến. Quan sát rằng cánh trái Khuất Văn Khang, đây là Khuất Văn Khang đưa bóng vào, rồi không vào. Quá hiền, cú đá quá hiền là của Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Đức ý thức được rằng mình có thể làm tốt hơn. Pha lên bóng sắc nét của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Viettel. Rất đáng tiếc cho Hoàng Đức. Đức Chiến là người đã có pha qua người và đi bóng tốt, sau đó anh mở bóng cho Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang đã tạo ra một đường chuyền ấn tượng vào phía trong để mở ra một cơ hội 10-10 cho Hoàng Đức. Đẩy cao đội hình và gây khó khăn cho các cầu thủ. Đó là tình huống hiện. Cơ hội cho Quốc Việt. Quốc Việt, vẫn là Quốc Việt, dứt điểm. Và chắc chắn là trên khán đài của sân vận động Hàng Đẫy thì huấn luyện viên Philip Chuzier có thể hài lòng với những gì mà Quốc Việt đã thể hiện. Một sự tự tin đến từ một cầu thủ trẻ. Và đây sẽ là ngày không thể nào quên với Quốc Việt. Bàn thắng đầu tiên của anh Châu Hoàng Gia Lai tại V-League. Chúng ta hiểu được sự xúc động mà Quốc Việt đang có. Đó là sai lầm. Và chúng ta xem lại tình huống này. Hàng phòng ngự và thủ môn của Viettel đã sai lầm. Và chúng ta có thể thấy Paulo và Brandao là những tiền đạo rất tích cực, tranh chấp để gây áp lực cho hàng thủ của câu lạc bộ Viettel. Và đây là sai lầm và họ phải trả giá. Hoàng Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2023 của Nai World V-League 1.
Và lên bóng của Randall rất khỏe, đưa bóng vào. 1-1. 1-1. Cực kỳ hiệu quả. Đó là những gì chúng ta có thể khẳng định về những gì mà Hoàng Anh Gia Lai đang làm được trên sân vận động Hàng Đẫy. Hoàng Anh Gia Lai của ngày hôm nay là một ngày mà họ cực kỳ hiệu quả với những tình huống cụ thể. Thành Minh là người đã không thể ngăn chặn được Paulo Oliveira ở phía trong. Số 7 đã băng vào chiếm lĩnh được vị trí và pha đệm bóng. Rõ ràng là không có một chút cơ hội nào cả cho thủ thành Văn Phong. Bóng đi quá nhanh. Như tôi đã nói trước đó, khi mà câu lạc bộ Viettel dâng cao đội hình thì Hoàng Gia Lai sẽ phản công hay như thế nào? Ở trên hàng công họ... Đưa bóng vào của Hoàng Đức. Nguy hiểm! Ngay lập tức thì Paulo Oliveira ra dấu với thủ thành Văn Lợi. Đó là một tình huống cản phá không tốt của Paulo Oliveira, và xem chút nữa nó đã trở thành một tình huống đốt lưới nhả. Trong pha bóng vừa rồi thì quả treo bóng của Hoàng Đức đã mang tới những khó chịu cho hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Giờ của trận đấu sẽ là 3 phút.